Nếu như các bạn có những cái tin nhắn riêng tư ở trên ứng dụng Messenger, các bạn không muốn cho người khác biết, thì các bạn có thể sử dụng cái phương án này để chúng ta có thể là ấn đi một cách khéo léo, bằng cách là các bạn có thể là đưa những cái cuộc trò chuyện riêng tư của chúng ta sang cái chế độ là lưu trữ, và khi đó thì nó sẽ không xuất hiện ở trong cái mục nhắn tin đoạn chat như này, và khi các bạn mở ứng dụng Messenger lên thì nó sẽ không xuất hiện nữa. Ví dụ như là mình có một cái đoạn tin nhắn như này và mình muốn đưa vào cái phần lưu trữ riêng tư để có thể là ấn đi trong cái cuộc trò chuyện, thì mình sẽ nhấn giữ vào đoạn tin nhắn và mình chọn phần đó là lưu trữ, thì lúc này cái đoạn tin nhắn của mình nó sẽ được đưa vào cái thư mục lưu trữ trên tin nhắn Messenger, và khi mà mình mở ứng dụng Messenger lên như này thì mình sẽ không thấy cái đoạn nội dung tin nhắn đoạn chat nó nằm ở cái mục nhắn tin nữa. Và có hai cách để các bạn có thể là xem được những tin nhắn mà các bạn đã đưa vào cái mục lưu trữ. Cách thứ nhất là các bạn sẽ bấm vào cái phần tài khoản ở đây và các bạn chọn cho mình vào cái mục đó là kho lưu trữ. Lúc này thì những cái nội dung tin nhắn, những cái đoạn chat mà các bạn đã đưa vào trong phần kho lưu trữ nó sẽ xuất hiện ở đây và các bạn có thể bấm vào để tiếp tục trò chuyện. Và cái cách thứ hai đó là trong cái phần tìm kiếm này các bạn nhấn vào và các bạn gõ cái tên của cái tài khoản Facebook mà các bạn đã đưa vào cái mục lưu trữ, sau đó các bạn bấm vào thì lúc này nó cũng sẽ hiện cái nội dung tin nhắn. Và nếu như các bạn muốn nó hiện lại cái mục nội dung tin nhắn đoạn chat thì các bạn chỉ cần nhấn một cái tin nhắn. Các bạn chỉ cần nhấn một tin nhắn như thế này, sau đó các bạn nhấn gửi. Thì lúc này cái tin nhắn đó nó sẽ được xuất hiện ở ngay bên ngoài đoạn chat ngay. Đó, các bạn thấy là khi đó thì khi mình gửi một tin nhắn thì nó sẽ xuất hiện ở ngay bên ngoài đoạn chat. Và đó chính là cái cách để các bạn có thể là ẩn được những cái tin nhắn riêng tư. Nếu như trong trường hợp mà có người khác cũng biết được cái phần lưu trữ như này, nghĩa là khi mà họ không thấy những cái phần nhắn tin xuất hiện ở phần đoạn chat mà họ vào cái phần lưu trữ, vào cái phần kho lưu trữ họ nhìn thấy những cái đoạn nhắn tin, thì các bạn phải làm sao? Thì các bạn có thể là thực hiện cái việc là khóa cái ứng dụng Messenger lại bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào cái phần cài đặt ở đây. Các bạn chọn cho mình vào phần cài đặt tiếp tục. Ở đây thì các bạn chọn cho mình vào phần đó là quyền riêng tư và an toàn. Tiếp theo các bạn chọn là phần khóa ứng dụng và các bạn bật cái phần dữ liệu sinh trắc học lên. Đối với điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ sử dụng là khuôn mặt. Còn đối với điện thoại Android thì các bạn có thể là sử dụng là vân tay hoặc là hình vẽ. Và các bạn chọn cho mình vào cái mục đó là sau khi tôi rời khỏi Messenger. Rồi các bạn thoát ra ngoài. Và bây giờ thì mỗi lần mà các bạn vào lại ứng dụng Messenger thì bắt buộc là cần phải nhập mật khẩu vào. Như vậy đó chính là những cái cách để các bạn có thể là bảo vệ được những cái tin nhắn riêng tư ở trên ứng dụng Messenger của chúng ta.